Vợ chồng ông Bashar al-Assad gặp ký giả tin từ Damascus. Tổng thống Bashar al-Assad và phu nhân Asma đã gặp gỡ ký giả thân chính phủ của đài truyền hình nhà nước, hai đài Ad-Dawniya và Al-Ikhbariyat. Tổng thống Bashar al-Assad đã khen ngợi số ký giả có mặt, nói rằng truyền thông Syria đã bị tấn công ngay từ lúc bắt đầu cuộc khủng hoảng, nhưng các ký giả Syria đã giữ vững được vai trò quan trọng của ngành truyền thông. Một ký giả của đài Ad-Dawniya TV nói rằng nếu trước kia chỉ có 50% ký giả ủng hộ tổng thống, thì hiện giờ mặc dù gia đình tính mạng bị đe dọa, 100% ký giả đã hoàn toàn ủng hộ tổng thống. Đài truyền hình nhà nước Syria nói rằng cuộc gặp gỡ ký giả của vợ chồng ông Bashar al-Assad diễn ra trong tuần lễ thứ nhì của tháng 9, không cho biết rõ ngày giờ và nơi gặp gỡ.